Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 27 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý ngày này gặp kiếp tài chiếu mệnh người tuổi tý trong ngày thứ ba này cần cẩn thận trong cách hành xử kẻo dễ rơi vào những chuyện thị phi trốn công sở những bất đồng quan điểm trong công việc cũng có thể gây ra những mâu thuẫn lớn giữa bạn và đồng nghiệp bạn có biết đôi khi sự thẳng thắn của bạn lại khiến cho người nghe bị tổn thương không vì vậy nếu cần góp ý điều gì thì hãy nhớ sử dụng từ ngữ uyển chuyển để cả hai bên cùng vui vẻ tiếp nhận nhé trong ngày thủy khí quá vượng như hôm nay bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân nếu thấy bất cứ dấu hiệu nào bất thường hãy đi thăm khám để được chữa trị kịp thời tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim hết sức tránh sự tranh cãi đôi co vô ích đề phòng tiểu nhân làm gì cũng nên cẩn trọng gặp trở ngại tiền bạc vào nhanh ra nhanh hao tốn về quà tặng đám tiệc sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng ngày thuận lợi cho việc sửa sang tu bổ dọn dẹp mua sắm tổ chức gặp mặt gặp gỡ hò hẹn để giao thiệp tạo mối quan hệ tình cảm cho bền chặt có tin vui có nhiều sự gặp gỡ trong ngày tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng ngày có sự thay đổi cho mọi việc có tin tức về tình cảm công danh gia đạo của người thân bè bạn hoặc có sự gặp gỡ giữa mình và họ có tin vui hoặc dự tiệc đình đám sự mong cầu về tiền bạc có sự thuận lợi. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của buồn mạng, nếu có tin tức tốt cũng nên dè dặt kiểm chứng lại. Có tài lộc có cơ hội cho sự phát triển công việc, có quý nhân hoặc người đỡ đầu. Tình cảm vui vẻ, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn có hỷ sự. Có người đi xa. Tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của buồn mạng, nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng hãy làm vì uy tín, danh dự của mình nhiều hơn là tài lộc. Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Cuối ngày có tin vui hoặc gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận thấy, cục diện tí sửu nhị hợp báo hiệu một ngày khá suôn sẻ sẽ đến với người tuổi sửu bản mệnh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và gọn gàng việc hợp tác làm ăn cũng vô cùng thuận lợi hứa hẹn những khoản lợi ích lớn trong tương lai lại thêm chính quan trợ mệnh cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rất gần rồi hãy nhanh tay nắm lấy đi thôi người theo nghiệp công danh cũng từng bước khẳng định được vị thế bản thân được mọi người nể phục tuy nhiên ngày thủy thổ xung khắc chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như ý muốn bạn mong ngóng tìm kiếm một nửa của mình nhưng càng tìm thì càng cảm thấy thất vọng, sự cô đơn vẫn cứ chẳng rời xa bạn. Có lẽ, bạn cần gạt bỏ bớt những tiêu chuẩn có phần hơi cao của mình đi, chỉ đơn giản là mở rộng lòng mình và cảm nhận tình cảm của đối phương dành cho mình mà thôi. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim. Ngày gặp nhiều áp lực, chạm phải những vấn đề khó khăn, không có phương hướng giải quyết. Nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên trước khi quyết định nói nhiều thì chỉ đưa đến sự rắc rối thị phi tranh cãi hàm oan nên ngồi yên tất cả sự mong cầu khó có kết quả hãy chấp nhận tình thế đã thay đổi hoặc đã được định trước tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự thay đổi hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc mới tin tức mới ngày thuận lợi cho việc hội họp sửa chữa tu bổ mua sắm công việc tình cảm đi vào giai đoạn mới hao tốn về giao thiệp tiệc tùng gặp được quý nhân hoặc bè bạn, có tin buồn, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, có chuyện bất ngờ xảy ra trong ngày ngoài dự tính khiến phải tạm ngừng để lo công việc mới hoặc có tin tức về chuyện này. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ của mọi việc. Có sự thay đổi nơi ăn trốn ở, công việc làm ăn, tình cảm. Có tài lộc, có hỷ sự, bạn mới. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Làm gì cũng nên cẩn trọng, uy tín của mình là điều trên hết có tin không tốt về công danh việc làm nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh công việc hay tình cảm hiện tại nếu có lời đề nghị công việc dù có khó khăn hoặc chưa thấy lợi lộc trước mắt nhưng sau sẽ có kết quả tốt và có quý nhân giúp đỡ tài lộc trung bình ngày có đám tiệc có lộc ăn có tin xa về chuyện tình cảm tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng hãy làm vì uy tín danh dự của mình nhiều hơn là tài lộc đề phòng sự thị phi kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Cuối ngày có tin vui hoặc gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi dần. Trong ngày có thực thần ghé thăm, người tuổi dần sẽ đón một ngày mới với nhiều tin vui tài lộc bất ngờ trong ngày hôm nay đặc biệt là với những người làm nghề tự do cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn đó còn trần trừ gì nữa mà không triển khai ngay và luôn đi thôi có các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp bản mệnh còn có thể nhận được lời mời ăn uống trong ngày này nữa đó gặp gỡ đồng nghiệp và đối tác trong thời điểm này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều cả trong công việc lẫn chuyện làm ăn đó lại thêm ngũ hành thủy mộc tương sinh bạn sẽ tận hưởng nốt một ngày tuyệt vời bên cạnh những người thân yêu trong gia đình chia sẻ những niềm vui nỗi buồn sẽ giúp cả hai càng xích lại gần nhau hơn tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn không nên đón tiếp người lạ trong nhà cẩn trọng trong việc nhận tin tức mọi việc chớ nên tiến hành nhanh chóng không có lợi nên có sự hỏa hoãn tránh mọi chuyện tranh luận thị phi không tốt ngày có nhiều lo âu di chuyển nhiều trong công việc tình cảm sức khỏe không tốt tài lộc chậm chạp không được như ý hạp các nghề y học tư pháp nghề gia dụng dệt vải làm giấy tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình không nên nản trí khi có sự chậm trễ hoặc chắc chở đôi chút cần xem lại những phương tiện xe cộ máy móc trước khi sử dụng ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hẹn hò tiệc tùng có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin của họ ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm tài lộc trung bình Tử Vi tuổi Mậu dần thuộc mệnh Thổ. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng e có sự sai lầm, thiếu sót, nên chờ đợi thêm tin tức, mọi việc mong cầu về tiền bạc là điều không nên, nên cẩn trọng trong việc đi xa, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng thị phi, trách oán, ngày có nhiều tin tức buồn vui lẫn lộn. Tử Vi tuổi canh dần thuộc mệnh Mộc. Cần chụp lấy cơ hội, đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang sẽ không tìm lại được tuy nhiên phải bôn ba tính toán cực nhọc cẩn trọng về lời nói dễ gặp chuyện thị phi tranh cãi hao tốn về đi lại di chuyển xe cộ sức khỏe không tốt không nên tính chuyện hôn nhân tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mưu sự việc gì cũng không nên để người khác nhúng tay vào hãy tự mình quyết định đề phòng sự thị phi kiện cáo tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn trở ngại trong công việc có người đi xa tài lộc còn chậm khó khăn dễ hao có tin buồn tử vi tuổi Mão. Xem tử vi thứ ba của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Mão sẽ chịu không ít áp lực mệt mỏi khi gặp phải cục diện tí Mão tương hình trong ngày hôm nay. Việc sai sót là điều mà ai cũng có thể gặp phải, đừng quá bận tâm vì điều này, thay vào đó, hãy nỗ lực sửa chữa và rút kinh nghiệm về sau. Thương quan như đổ thêm dầu vào lửa khiến con giáp này khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình công việc gặp trục trặc chuyện làm ăn kinh doanh cũng báo động đỏ khiến bạn khó giữ được bình tĩnh nếu bạn có thể bình tâm lại cẩn thận xem xét trước khi đưa ra nhận định mọi việc sẽ có thể sớm được giải quyết đó thủy sinh mộc may mắn là tuổi mão luôn có một hậu phương vững chắc ở bên cạnh giúp bạn có thể vượt qua mọi sóng gió trông gai hãy luôn trân trọng và biết ơn những tình cảm mà người ấy dành cho bạn nhé tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nên dè dặt trong mọi chuyện có liên quan đến vấn đề tình cảm, hẹn ước, giao thiệp. Hoặc giải quyết vấn đề theo tình cảm ở lúc trước nay gặp chuyện phiền lòng, mất uy tín, nói nhiều chỉ đưa đến sự thị phi rắc rối, tranh cãi. Tiền bạc có sự thiệt thòi không được như ý, có khách đến, nhà hoặc công sở có người đi xa, thay đổi công việc. Tử Vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện công việc làm ăn hay tình cảm mọi sự đã đến hồi kết thúc hoặc đã đến hạn kỳ cần phải giải quyết. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, phải di chuyển nhiều. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho nội bộ lục đục, hiểu lầm. Tài lộc dễ hao, cẩn trọng về sức khỏe. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Bắt tay vào công việc gì cũng nên dè dặt có sự trở ngại chút ít. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm có lộc ăn, có quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về tâm tình, phải di chuyển nhiều. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho công việc bị bỏ dở hoặc chuyển qua hướng khác. Có tài lộc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Có tin tức ở xa hoặc có cuộc đi ngắn về vui chơi, tình cảm, tiệc tùng, mua sắm. Tuy nhiên không nên quyết định vội vã vì có sự rời hẹn, sai hẹn, chậm trễ. Hãy cố gắng làm nhiệm vụ của mình cho xong hoặc như đã dự tính có tài lộc hoặc có lộc ăn nhưng cũng có sự hao tốn chút ít. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Sự việc gì cũng nên xảy ra trong một giai đoạn ngắn. Trong mọi việc không nên dây dưa, kéo dài, sẽ có chuyện bất lợi. Có sự giúp đỡ hoặc hao tán cho người khác. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý. Có tài lộc hoặc có lộc về ăn uống đám tiệc. Gặp bạn cũ. Có thêm bạn mới. Tử vi tuổi thìn xem tử vi hàng ngày chỉ ra rằng con giáp tuổi thìn hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón tin vui tài lộc đến trong ngày tý thìn bán hợp đi nhé những mối quan hệ hòa hảo có thể mang đến cho bạn cơ hội kiếm tiền không nhỏ đâu nhanh tay triển khai ngay đi thôi tuy nhiên làm gì bạn cũng phải cần phải thật cẩn trọng tỉnh táo và sáng suốt nhé có không ít kẻ xấu bụng đang lăm le cướp lấy thành quả mà bao ngày bạn mong ngóng đó không phải cũng chân thành chúc mừng cho thành công của bạn đâu chuyện tình cảm của người tuổi thìn trong ngày thứ tư này cũng gặp không ít trắc trở do chịu ảnh hưởng của ngũ hành thủy khắc thổ như thế này những mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhặt cứ ngày một lớn dần lên khó bề hóa giải nếu cứ tiếp tục cuộc chiến không hồi kết thế này thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa ngày hoàn toàn không tốt cho tất cả mọi việc mong cầu về công danh tài lộc tình cảm không nên mưu sự chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối cần phải biết kiềm chế sự nóng tính, vội vã của mình trước mọi trở lực khó khăn ràng buộc. Sự tranh luận, tranh cãi, thư kiện sẽ đem đến nhiều hao tốn từ tiền bạc cho đến sức khỏe, tình cảm. Ngay trong việc di chuyển, đi xa hoặc mong cầu tin tức cũng nên cẩn trọng. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự biến chuyển nhanh chóng, tốt xấu lẫn lộn nên dè dặt. Cần nghiên cứu lại các nguồn tin, hoặc chỉ có tin không tốt. Không nên tin cậy quá đáng vào người khác. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo toan cho công việc cũng như trong gia đạo. Có cuộc vui, cuộc đi ngắn. Ngày có lợi cho sự đáo hạn, hẹn ước, định ký. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Ngày nên có sự nghỉ ngơi. Không nên mưu cầu nhưng việc lớn lao sẽ không có kết quả. Sức khỏe không tốt sự mong cầu về tin tức không như ý hoặc có tin buồn. Gia đạo bất an. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Có nhiều công việc đến cần phải giải quyết. Ngày có nhiều bận rộn. Việc mong cầu về công danh, tài lộc sẽ có kết quả nhưng chậm, hoặc chỉ là tin ngoài hành lang. Công việc tuy có trở ngại chút ít nhưng nếu bền trí thì vẫn có kết quả. Không nên chán nản khi thấy có sự trì trệ, hoặc tin tức chậm. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Đề phòng mọi rủi ro, bất chắc. Ngày gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc phải làm việc nhiều mới có kết quả. Tài lộc tuy có nhưng chậm chạp và cũng phải chi phí vào những việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ, có tin xa, có người đi xa. Tử vi tuổi tỵ. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, người tuổi tỵ may mắn có cơ hội phát tài nhanh khi được thiên tài trợ mệnh trong ngày này một khoản thu nhập từ nghề phụ hay bất ngờ trúng thưởng sẽ khiến cho túi tiền của bạn ngày một đầy thêm. Nếu muốn mọi việc được suôn sẻ và nhiều thuận lợi thì bản mệnh hãy thử tham khảo ngay giờ tốt xuất hành, hướng tốt xuất hành trên lịch ngày tốt nhé. Theo đó, hôm nay bạn có thể đi về hướng Nam để gặp hỷ thần, hướng Tây để gặp tài thần, nên nhớ trách hướng Đông Bắc nếu không muốn gặp xui xẻo nhé. Chuyện tình cảm chính là vấn đề khiến bạn phải lưu tâm nhiều trong ngày thủy hỏa xung khắc như hôm nay. Thật khó để xác định tình cảm hiện tại giữa hai bạn là như thế nào, tiếp tục hay dừng lại luôn là câu hỏi quẩn quanh trong đầu bạn trong thời gian gần đây. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Dù có muốn đi tìm bè bạn, hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì họ cũng không có khả năng, hoặc không gặp mặt. Chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn. Có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây lúng túng cho mình. Có tin tức ở xa. Tài lộc nhỏ. Tử Vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự thuận lợi về cầu công danh, gặp gỡ để giao thiệp, hợp tác. Có tin tốt ở xa, nên ra đi giải quyết công việc. Có tài lộc nhưng hao tốn về chuyện giao thiệp, giúp đỡ người thân, xe cộ, máy móc, nhà cửa, đồ đạc hoặc phải chia phần. Trong gia đình có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử Vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc mọi việc không nên để lâu dài, cũng không nên phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay, bị hàm oan, tranh cãi. Hao tốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Nhưng cũng có lộc nhỏ. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Nếu muốn cho mọi việc tốt đẹp thì phải chịu khó, sẽ gặp may mắn hoặc có quý nhân giúp đỡ. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt hoặc tiểu tiết mà bỏ qua cơ hội, sẽ có tin vui, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, họp mặt, cuộc vui, nhưng có sự chậm trễ, hoặc không được như ý. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Có tin tức, tuy nhiên trong công việc nên cẩn trọng, không nên hấp tấp dễ gặp rủi ro, bất chắc hoặc gặp chuyện không hay, hoặc phải làm trong sự áp lực, bất mãn. Tình cảm tốt, đề phòng sức khỏe không tốt. Trong thân nhân có người đau ốm, hoặc có tin xấu về công danh, tiền bạc. tử vi tuổi ngọ xem tử vi cho thấy do chịu ảnh hưởng của cục diện tý ngọ tương xung công việc của người tuổi ngọ phải đối mặt với không ít khó khăn từ những bất đồng nhỏ trong nội bộ mà nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có đây là nguyên nhân khiến mọi việc trở nên trì trệ hơn trước điểm sáng trong ngày hôm nay chính là tình hình tài chính của con giáp này được cải thiện rõ rệt chính tài trợ mệnh vận tài lộc đang đến với bạn hãy nhanh tay đón lấy nhé tuy nhiên thủy hỏa bất dung chuyện tình cảm của bản mệnh lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết nếu bạn cứ tiếp tục nóng nảy và mất bình tĩnh rồi đưa ra những lời phán xét vô tình thì sẽ khiến cho đối phương chịu ít tổn thương đó hãy học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân ngay từ hôm nay tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng có nhiều biến chuyển thay đổi xảy ra trong ngày ngoài dự tính công việc có kết quả nhưng cẩn trọng trong lúc thực hiện dễ có những rủi ro bất cẩn cần chú ý đến những phương tiện về máy móc xe cộ ngày có nhiều chuyện dày dà thị phi tranh chấp mỗi người một ý đối lập nhau không nên tin cẩn quá đáng vào người khác chỉ nên xem ý kiến của họ như một lời tham khảo sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày sung của bổn mạng ngày có nhiều việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt tuy nhiên không nên nóng vội khi có sự chậm trễ hoặc có sự hẹn ước không được như ý không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ đưa đến chuyện không hay có tin buồn ở xa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ hoặc đã có dự tính trước do sự hẹn ước giao kết hoặc tổ chức tiệc tùng đình đám hội họp có nhiều người đến hoặc nhận được tin tức ở xa tài lộc trung bình hoặc có quà tặng tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng có nhiều công việc đến dồn dập cần phải có sự tỉnh táo để giải quyết vui buồn lẫn lộn tài lộc vào ra nhanh chóng cẩn trọng trong việc di chuyển sử dụng xe cộ máy móc sức khỏe không tốt tâm bất an tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng không nên có sự đương đầu khi gặp những chuyện bất chắc hoặc gặp trở lực ngày có nhiều công việc đến phải lo toan tâm tình bất an nếu là việc quan trọng nên để vào một ngày khác giải quyết sức khỏe không tốt có tin buồn cẩn trọng về đi lại di chuyển tử vi tuổi mùi ngày gặp cục diện tí mùi tương hại cảnh báo người tuổi mùi phải cẩn thận với kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang tìm cho ra sơ hở để hạ bệ bạn đó hãy suy xét kỹ càng và cẩn trọng trong từng hành động lời nói nếu không muốn trở thành mục tiêu của kẻ xấu bụng kia may mắn được chính quan ở bên trợ giúp bản mệnh nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao bạn dễ dàng khẳng định được vị thế của bản thân mình trong tập thể phải chăng vì thế mà bạn trở thành cái gai trong mắt của những kẻ ghen ghét đố kỵ kia thổ khắc thủy mối quan hệ giữa bạn và nửa kia càng ngày càng rơi vào bế tắc những vết dạn nứt dần rõ nét hơn chẳng cách nào hàn gắn được có lẽ hai bạn cần phải ngồi lại và nghiêm túc với tình cảm của chính mình để lựa chọn giữa tiếp tục hay kết thúc tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim mọi sự mong cầu về tiền bạc sẽ có kết quả tốt nhưng chậm đến thuận lợi cho việc tạm ứng vay mượn đầu tư nên cẩn trọng về giấy tờ văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung có tin tức ở xa nói chung là không nên nóng nảy trong mọi việc tình cảm tốt có thân nhân hoặc bè bạn gặp rủi ro hoặc đau ốm tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc có tin tốt về tình cảm có người đi xa tuy nhiên sự việc thường hay có sự trắc trở hoặc có những chuyện xảy ra trái với dự tính không nên tranh cãi nóng vội bực mình tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng cũng có tài lộc hoặc có tin tốt tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang chỉnh đốn tu bổ cho nhà cửa công việc hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân bè bạn không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác đi xa không có lợi nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao dễ gặp sự đảo lộn không như ý, hoặc có chuyện thay đổi, rời chỗ, rời hẹn cho công việc. Sức khỏe không tốt chỉ thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, sắp xếp suy tính lại những việc đã qua, đặt kế hoạch mới cho công việc sắp tới. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Sự việc thường hay có sự trắc trở hoặc có những chuyện xảy ra trái với dự tính không nên tranh cãi nóng vội bực mình tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng cũng có tài lộc hoặc có tin tốt cần phải biết chờ đợi hỏa hoãn ngày dù có gặp nhiều chuyện đến cần phải giải quyết cũng không nên lo ngại hoặc bối rối nếu không phải là việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi tử vi tuổi thân tử vi hàng ngày chỉ ra rằng cục diện bán hợp sẽ mang cho người tuổi thân không ít tin vui trong ngày hôm nay các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp con giáp này có cơ hội hợp tác làm ăn thuận lợi còn dễ dàng ký kết hợp đồng mới đầy triển vọng nữa lại thêm thiên ấn độ mệnh những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật dịch vụ nghề tự do có cơ hội nâng cao vị thế của bản thân thực lực được chứng minh tiềm năng được khai phá bạn nhận được sự tán thưởng của cả đồng nghiệp và cấp trên Ngũ hành kim thủy tương sinh, tình cảm giữa bạn và người ấy đang đi đến giai đoạn chín muồi rồi, cùng lên kế hoạch để về chung một nhà đi thôi. Chắc chắn bạn sẽ nhận được sự đồng thuận của hai bên gia đình và lời chúc phúc của mọi người thôi, đừng quá lo lắng nhé. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, nên cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng, việc đi lại, di chuyển gặp chuyện không hay, dù tình thế bắt buộc phải đi. Gia đạo bất an, có chuyện buồn không nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến cần phải bình tĩnh để giải quyết phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó mưu sự mà mình chưa biết sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên có tin xa hoặc có người ra đi hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào dự tính của mình sẽ có sự trái ý thêm một chuyện không hay bằng bớt đi một chuyện nên nhẫn nhịn nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp tu bổ chỉnh đốn lại các công việc cũ di chuyển đi xa không tốt tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đã đến lúc phải thay đổi hoàn cảnh, công việc không nên chần chờ. Có quý nhân giúp đỡ, sự mong cầu về tiền bạc có kết quả chậm nhưng có hiệu quả trong tương lai, nên đầu tư hoặc tiến hành kể cả vấn đề tình cảm. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên xem thường hoặc tự tin quá đáng vì sẽ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn, trái ngược. Đề phòng sức khỏe không tốt, không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm hoặc lời hẹn ước trong công việc có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn. Tử vi tuổi dậu Xem tử vi hôm nay, người tuổi dậu vì chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá cho nên khó tránh vấp phải những rắc rối trong chuyện gia đình. Những mâu thuẫn bất hòa giữa các thành viên trong gia đình ngày càng trở nên gay gắt. May mắn là công việc diễn ra khá thuận lợi dưới sự giúp đỡ của chính ấn trong ngày này sự chăm chỉ cần cù nhẫn nại của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng một thành quả chẳng ai có thể ngờ được như thế này. Ngày kim sinh thủy, người tuổi dậu độc thân có cơ hội tìm được nửa kia cho mình. Đừng vội từ chối những lời mời gọi hẹn hò tụ tập cùng bạn bè người thân nhé. Có thể đó chính là nơi bạn và người ấy tìm thấy nhau đấy. Hãy mở lòng đón nhận thứ tình cảm tuyệt vời này ngay đi thôi. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, sự giao thiệp thân mật về tình cảm tuy cần thiết nhưng không nên để lẫn áp lý trí. Hãy lo cho công việc trước kẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc. Ngày có hỷ sự, gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển quay về nơi trốn cũ. Có tài lộc hoặc có tin tức thuận lợi về công việc làm ăn. Nếu có gặp sự bất hòa, gặp trở ngại cũng có thể giải quyết được bằng vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp tiệc tùng hẹn ước có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất trách oán phạt vạ hao tốn tài lộc tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp hẹn ước mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất dễ hao tuy nhiên vẫn có tài lộc hoặc quà tặng. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày có đám tiệc hoặc có cuộc hội ngộ gặp gỡ thân nhân hoặc bè bạn đã được định trước hoặc có hẹn ước. Nếu là công việc nên cẩn trọng tình thế dễ có sự đảo ngược hoặc có người muốn xen vào chuyện của mình. Có tin xa. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Không nên buôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, vén khéo công việc, gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc, nhưng cũng không nên kéo dài trong nhóm có người không tốt nên giữ hòa khí tử vi tuổi tuất vận trình gặp thiên quan giáng mệnh người tuổi tuất khó tránh họa thị phi trong ngày thứ ba này nhất là khi trò chuyện hay tiếp xúc với những người có chức quyền bản mệnh cần phải giữ bình tĩnh và hành xử đúng mực nếu không mọi công sức gây dựng uy tín cá nhân của bạn trong suốt thời gian sẽ biến thành bọt xà phòng đó Tiếc là chuyện tình cảm của con giáp này trong ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì khi gặp thổ thủy xung khắc như vậy. Những mâu thuẫn mãi chẳng được tháo gỡ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau. Cùng nhau ngồi lại, chia sẻ và lắng nghe thì mới có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau được bạn nhé. Xem lịch âm dương, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm Tân Sửu là ngày Tam Nương Sát theo dân gian đây được coi là ngày xấu đặc biệt nên kỵ thực hiện các công việc quan trọng như khai trương xuất hành cưới hỏi sửa chữa hay cất nhà trong ngày này tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa không nên có sự đối đầu ngang ngửa hoặc nhận được tin tức mà nóng vội trong việc giải quyết sẽ không tốt nếu có người đến tranh luận hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc tài lộc vào nhanh ra nhanh có tin buồn sức khỏe không tốt gia đạo có nhiều bất an hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải giải quyết đề phòng tai nạn hoặc có tang tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự tu bổ sửa chữa mua sắm dọn dẹp chỉnh trang trong nhà hoặc trong công sở vì có cuộc họp tiệc tùng đình đám ngày có nhiều sự giao tiếp có tin tức về tiền hoặc về công danh tình cảm tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như về tình cảm của gia đạo người thân bè bạn tin tức vui buồn lẫn lộn có khách đến hoặc có tin tức của họ nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển sử dụng xe cộ máy móc tài lộc không tốt nếu có cũng dễ hao tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim mưu sự lớn lao gặp nhiều bất lợi không nên hấp tấp tiến hành hoặc quyết định nhanh chóng tài lộc có sự sai hẹn chậm chạp sức khỏe không được tốt có tin buồn của thân nhân cẩn trọng khi đi đường gặp rủi ro về xe cộ máy móc hoặc hao tốn trong việc sửa chữa đi lại đám tiệc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy trong công việc mưu sự còn nhiều bất lợi không nên tiến hành hoặc làm việc trong sự cẩn trọng nên giới hạn mọi việc giao thiệp đừng nên sinh chuyện tai nạn có thể đưa đến pháp luật kiện tụng có nhiều ưu phiền về tình cảm đau ốm khó khăn của người thân không nên đi xa bất lợi gặp chuyện phiền lòng tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi hợi xem tử vi hàng ngày chỉ ra rằng thứ ba này được quý nhân tam hội trợ mệnh người tuổi hợi sẽ đón một ngày mới với nhiều thuận lợi đặc biệt là trong công việc mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng rất khả quan các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ mang lại cho bạn không ít cơ hội phát triển bản thân tuy nhiên tỷ kiên chiếu mệnh kẻ xấu bụng vì ghen ghét với sự nghiệp thành công của bạn mà nuôi ý định tranh lợi đoạt tài bạn cần phải hết sức cẩn trọng không được chủ quan lơ là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào về vấn đề sức khỏe bản mệnh nên chú ý nhiều hơn đến các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể đặc biệt đề phòng các bệnh về đường hô hấp bệnh về cơ xương trong ngày thủy khí vượng như hôm nay tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa gia đạo có hỷ sự tin vui hoặc có tin tức tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh tiền bạc hao tài cho tu bổ mua sắm tiệc tùng ngày có sự bận rộn về sự giải đáp thư tín hoặc có lời khuyên giải giúp đỡ người khác tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi gặp gỡ bất ngờ nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc ngày của sự đáo hạn đến hẹn nhưng cũng gặp chắc chờ chút ít sự mong cầu về tiền bạc còn chậm tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc mưu sự còn bị nghẽn lối gặp trắc trở không nên tranh giành nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc nhưng nếu là việc cần thiết thì nên cố gắng hoàn thành vì còn nhiều công việc ở phía sau ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hội họp gặp lại người xưa có người đi xa tử vi tuổi tân hợi thụ mệnh kim mọi việc chỉ nên giới hạn dù là cuộc vui hoặc giao thiệp cũng có nhiều sự bất lợi cho mình hoặc chỉ là chuyện vui bình thường dễ hao tài có người cần đến mình giúp đỡ hoặc nghe được tin xấu của họ. Sức khỏe không tốt, việc mong cầu thường không được như ý, chậm trễ, khó quyết định. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, ngoài ra nếu có mưu sự gì thì dễ bị nghẽn lối, gặp trắc trở, không nên tranh giành nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc. Nhưng nếu là việc cần thiết thì nên cố gắng hoàn thành vì còn nhiều công việc ở phía sau. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hội họp gặp lại người xưa có người đi xa cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại